Hello, xin chào quý vị các bạn đã đến với kênh video Điện Máy Bình Sơn. Hôm nay thì chúng tôi tiếp tục lên sóng cho các bạn một trong những cái gương mặt thân quen trong làng máy phát điện chạy dầu diesel. Chiếc máy này được mệnh danh là một trong những dòng máy quốc dân, một trong những cái dòng máy gọi là cực kỳ thần thánh ở phân khúc máy phát điện từ 2 cho đến 3 kW. Đây chính là chiếc máy chạy dầu Janma IDG300VS đời cao nhất hiện nay luôn. Và nó có gì hot, chúng ta cùng nhau xem chi tiết. Let's go. Rồi, các bạn đã nhìn qua một lượt về máy phát điện Janma IDG300VS rồi. Và các bạn có thể thấy được rằng chiếc máy này rất là nhiều đơn vị đã quay lên giới thiệu những cái công dụng, những cái tính năng và những cái ưu điểm vượt trội của nó so với những dòng máy khác. Janma là một trong những cái thương hiệu hàng đầu tại Nhật Bản luôn. Nó chuyên về tất cả các thiết bị, máy nông nghiệp, máy lâm nghiệp và máy cơ giới. Nếu mà các bạn đã tìm hiểu về những dòng máy nông nghiệp của Janma thì gần như nó cũng có những cái nó có những vị trí nhất định trong làng máy của nó. Và Janma IDG300VS là một trong những chiếc máy model đời cao nhất của Janma chạy dầu diesel. Và chúng ta sẽ cùng nhau đi chi tiết để các bạn có thể thấy rõ hơn chiếc máy này như thế nào nhá. Chiếc máy này là một chiếc máy chạy dầu diesel sử dụng động cơ Janma L70 làm mát bằng gió. Chiếc này thì siêu bền luôn và chạy cực kỳ tiết kiệm. Với cái khả năng vận hành của nó chỉ chạy 1 tiếng đồng hồ, nó chỉ tiêu thụ từ 0,5 cho đến 0,6 lít dầu. Đây là một trong những cái mức tiêu thụ cực kỳ thấp với thời điểm hiện tại. Thời điểm hiện tại này, dịch Covid hoành hành và cái mức giá xăng dầu đạt thấp kỷ lục, thì tính ra 1 tiếng đồng hồ các bạn sử dụng máy dầu diesel này chạy không khác gì các bạn không, tức là cái chi phí nó không cao hơn so với việc bạn sử dụng điện lưới quá nhiều. Và các bạn có thể thấy được chiếc máy này nó đóng thùng cách âm và khả năng chống ồn của nó là gần như tuyệt đối. Nó chỉ kém những dòng máy hai máy thôi. Còn chiếc này sử dụng động cơ Janma L70 một máy. Thông số kỹ thuật thì các bạn có thể thấy được bên tem ở bên ghi bên hông. Chiếc này thì các bạn có thể thấy được tần số 50Hz nhé. Đây, Janma IDG300VS tần số là 50Hz nhé. Chiếc này cho ra 2,7kW các bạn nhé, 2,7kW chứ không phải 2,7kVA. Động cơ L70. Đó các bạn thấy không? Và các bạn có thể thấy được nó cho ra 27A. Rất ok nhá. Bên bảng điều khiển của nó thì các bạn có thể thấy được nó có đồng hồ báo giờ, chiếc này chạy 1223 giờ rồi. Có khởi động để nổ, không có giật nổ các bạn nhá. Đồng hồ báo giờ. À nhầm, đồng hồ báo cường độ dòng điện. Thì chiếc này do là Nhật nội địa, điện là 100 nhưng mà chúng tôi đã chuyển qua rồi. Một cổng ra 3 chân chịu được 30A. Tức là cái cổng này chịu được 30A. Còn cái cường độ ra chỉ được 27A thôi. Dòng nó ra chỉ được 27A thôi. Hai cổng hai bên là 15A các bạn nhé. 50Hz này. Mở bên trong các bạn có thể nhìn máy móc quá là đẹp luôn. Lọc dầu này. Củ phát này. Bình dầu này.
rất ok. Aquizin các bạn nhá, Aquizin luôn. Động cơ đấy rất đẹp nhá. Không có một cái điểm gì mà có thể chê trách được chiếc máy này cả. Củ phát của nó là củ Hitachi nhá. Dòng này thì chúng tôi làm lâu lắm rồi, bao nhiêu năm nay rồi. Do đó những cái này thì không có gì là lạ cả. Trọng lượng của chiếc này rất là nặng, rơi vào tầm 1,5 tạ. Do đó thì nếu mà các bạn di chuyển lên những cái tầng cao á thì nó hơi bị phức tạp, bởi vì các bạn sẽ phải dùng khá nhiều sức người hoặc là phải dùng cầu để cầu được lên. Dòng này thì chúng tôi đã giới thiệu rất là nhiều rồi, 3-4 năm trước chúng tôi đã giới thiệu rồi. Giá của nó thì rất là cao, giá của nó thì phải trên 30 triệu cơ, trên dưới 30 triệu tùy theo hình thức rồi tình trạng từng máy. Chiếc này sơn zin 100% luôn, giá của nó hơi cao các bạn ạ. Nếu các bạn nào tham khảo rồi cũng biết cái mức giá chung thị trường của chiếc máy 300 VS này rồi. Giá này trên 30 triệu ấy, nên là nếu mà các bạn nào hiểu với nó thì mới dám cân nhắc lựa chọn. Còn nếu mà các bạn nào mà muốn ngon bổ rẻ thì tránh xa những chiếc máy dầu Zanma IDG 300 VS này ra. Zanma nó có nhiều đời các bạn nhé, có S này, SS và VS. SS thì khác và VS là khác. Đây chúng tôi tháo bên bửng bên hông cho bạn xem hệ thống bô của nó này, các bạn thấy không, bô của nó rất là loằng ngoằng. Đây, ở bên trong này. Đấy, ở bên trong bộ bô dẫn ra một bầu to, dẫn ra xong bắt đầu là dẫn xuống cái bô này các bạn nhé. Vì hệ thống bô nó như thế này, nó có thể là cách âm chống ồn này. Củ đây các bạn thấy, chúng tôi quay phần củ phát cho bạn xem nhá. Quá mới luôn. Quay rất kỹ để các bạn có thể xem rõ hơn. Con này chạy tụ nhá các bạn nhá. Đẹp, rất là êm luôn. Tháo lưng bửng bên này cho bạn xem luôn, ở bên trong nội thất máy như nào. Ok, đây động cơ của nó đây. Động cơ Zanma L70. Quá đẹp, không có một cái điểm gì để chê được cả. Lọc gió ấy. Các bạn nhìn kim phun ở bên trong này. Bơm dầu này. Đó. Nắp start này, hơi tinh luôn nhá. Quay quá kỹ rồi. Chiếc này thì quá đẹp rồi, các bạn thấy những con ốc của nó còn vàng chóe. Nắp của này sơn này, rất đẹp. Đây, các bạn thấy cổ vô không? Cổ vô phải ra bên này, không sang bên kia. Đây. Vì sao Zanma là chiếc máy phát điện rất là đắt thì các bạn có thể nhìn cấu tạo của nó thì biết. Những mút nỉ bên trong này còn mới nguyên nhá. Nói chung là Zanma L7 là Zanma 300VS động cơ L70 là đời cao rồi. Cái này là mát gió nhá các bạn nhá, không phải là mát cái nước đâu. Chạy thì tụ thôi. Nói chung là tầm giá của nó thì ngất ngưởng thật. Thật sự ngất ngưởng. Ai đam mê dám chơi. Còn đam mê bình thường thì không dám chơi đâu. Nếu mà tháo vỏ ra này để nổi nó sẽ hơi ổn. Thử đi nhé. Đóng hết vỏ thùng thì nó sẽ rất là êm nhé các bạn nhé. Ok, nếu các bạn có nhu cầu mua hàng vui lòng liên hệ với Điện Máy Bình Sơn theo số điện thoại 0961 349 345 hoặc 0974 457 099, vui lòng like, subscribe kênh, đăng ký và chuông thông báo để liên tục cập nhật những video mới nhất. Nói chung là những cái dòng máy này thì thật sự luôn, đối với ai yêu, ai thích và ai rất thích của nó thì mới dám bỏ tiền ra mua. Vì cái mức chi phí của các bạn đầu tư ra một chiếc máy này nó quá đắt. Ai sử dụng liên tục nữa trong thời gian dài thì các bạn nên đầu tư. Còn nếu mà cân đối giữa cái nhu cầu sử dụng hiện tại và cái tài chính của các bạn đầu tư ra ấy thì chúng tôi cũng không khuyên các bạn mua những chiếc máy này vì nó quá đắt. Giá nó cao quá so với cả cái điều kiện sử dụng của các bạn hiện nay. Rồi một lần nữa thì ai, nhưng mà thôi tùy mỗi người thôi, mỗi người một tính, mỗi người một ý, mỗi người một cái quan điểm mua hàng khác nhau để các bạn có thể lựa chọn. Rồi xin chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn ở những chúc quý vị và các bạn sau khi xem xong video này có thêm được nhiều lựa chọn và có thể cân đối lựa chọn được chiếc máy ưng ý phù hợp với cả gia đình nhất. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những video sau nhé.